Đấy, như vậy là ta đã hiểu về thêm một cái hook nữa của Drupal mà rất là quan trọng, rất là hay, đó là hook form outer. Đấy, ta tập comment nghe đi. Có một cái hook nữa cũng rất là hay, đó là hook pre-process pay này. Thì hook pre-process pay là gì? Đúng như cái tên gọi của nó, pre nghĩa là trước khi, trước xử lý. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái trang mà ta đang xem này, ví dụ như cái trang Hello World này. Khi mà ta reload nó như này này, nghĩa là nó được xử lý, nghĩa là Drupal xử lý ở trong bên trong mã nguồn. Còn cái ta nhìn ở đây là chỉ là cái kết quả cuối cùng của nó thôi. Còn trước khi mà nó hiện ra cái kết quả này, thì nó đã có những cái xử lý ở bên trong. Nó rất là nhanh, ta ấn một cái nó đã xong rồi, nhưng mà thực ra là nó đã có những cái xử lý ở bên trong. Thì cái hook pre-process pay này, nó là một cái hook để cho phép ta can thiệp vào cái xử lý đó. Đấy. Tức là gì? Tức là trước khi kết quả được hiển thị ra màn hình, thì ta được phép can thiệp vào cái xử lý để ta biến đổi cái kết quả đó theo ý mà ta muốn. Bây giờ tôi không muốn nó hiện ra cái dòng CDMY test template này nữa, mà tôi lại không muốn thay đổi cái dòng này ở trong file template. Đấy. Thì tôi làm như nào? Tôi muốn thay đổi nó từ trong cái module của tôi, thì tôi làm như nào? Thì tôi sẽ sử dụng cái hook pre-process pay này. Tôi sẽ làm luôn bây giờ. Đấy, như vậy là tôi sẽ thêm một cái hook nữa vào đây. Implement hook hook pre-process pay. Cái hook này nó cũng có tham số của nó, cho nên là ta muốn biết là tham số là gì thì rất là nhanh thôi, ta sẽ search ở trên internet. Drupal 7 hook pre-process pay. Hook pre-process pay, cái template pre-process pay này nghĩa là gì? Nghĩa là cái hook này nó cũng có thể được sử dụng vào trong cái file template.php mà sử dụng cho theme. Đấy, thì nó sẽ có cái này. Còn ta đang sử dụng ở trong module thì ta phải quan tâm cái bên dưới này. Tại sao bên nó không có, như nó không có, ta xem cái này. Tôi hơi ngạc nhiên là tại sao nó lại không có phần cho module, nhưng mà tôi nghĩ là template và module thì nó cũng giống nhau thôi. Nó chỉ có một cái tham số duy nhất, đó là cái này, cái variable. Người ta copy, ta đưa sang cái hook của ta ở trong module. Đấy. Bước kế tiếp ấy là tôi muốn in cái giá trị này ra. Để xem ở bên trong nó là cái gì. Ta luôn luôn phải xóa cache. Khi mà ta tạo mới một cái hook thì việc sau đó là ta phải xóa cache. Xin lỗi, do tôi copy thôi. Tôi không được phép dùng cái này. Ta load lại xe này. Đấy, anh em mình ta xóa cache xong rồi. Bởi vì nó là hook pre-process pay, mà bạn để ý cái chữ pay này nghĩa là gì? Nghĩa là cái hook này nó cũng sẽ luôn luôn chạy trên mọi trang, bất kỳ chỗ nào nó là pay thì chỗ đấy nó sẽ phải xử lý cái hook này. Đấy, mà cái nào nó cũng là pay cả. Đây cũng là một cái pay, mà đây nó là một cái pay, mà đây cũng là một cái pay. Đấy, nhưng mà cái mà ta đang quan tâm ở đây là cái pay này, bởi vì ta đang muốn sửa cái dòng chữ này mà không cần phải can thiệp vào trong file template. Bây giờ ta reload lại cái trang này để ta xem là cái giá trị in ra bên trong nó là cái gì. Tương tự như cái hook form outer ấy, ta phải in nó ra, ta xem ở bên trong nó có cái gì và sau đó ta sửa. Đấy, mà đeo cái này nó là
mà chính là những cái giá trị mà hiển thị lên cho cái trang này. Bây giờ ta phải xem trong cấu trúc của nó, thì bạn xem ở trong cái page này, page này nó bao gồm rất nhiều những cái bên trong. Bạn xem tiếp cái phần content này, bạn xem tiếp system, bạn có thể hỏi là tại sao tôi để biết mà tôi ấn này vào đây, thì cái này nó do kinh nghiệm. Lúc đầu thì tôi cũng phải mò mẫm đủ cái thứ ở dưới này cả. Đấy, nhưng mà làm nhiều thì ta có kinh nghiệm thì ta biết là ta sẽ mò vào đâu cho nhanh. Thì ta bạn mò vào pay này, sau đấy content này, sau đó system main này, rồi bạn mò tiếp vào trong cái main này. Nhớ mà thấy không? Như vậy ở trong cái main này ấy, nó hiển thị, nó là cái nơi mà nó chứa cái giá trị git gì my template này, đấy, my test template này. Bây giờ ta muốn thay đổi cái dòng này thì ta phải thay đổi cái dòng ở đây thôi, đơn giản vậy thôi. Đấy, thì để thay đổi thì ta theo đúng cấu trúc cha con, pay này, content này, system main này. Đấy. Comment đi cho nó đỡ dối. Rồi theo đúng cấu trúc này, pay này, sau đó là content này, sau đó là gì, system main, system main, sau đó lại main tiếp và đến markup. Đấy, và bây giờ tôi muốn thay đổi lại cái dòng này, thay đổi nó. Thì bây giờ bạn muốn thay đổi nó gì? Ví dụ như this is my test, thì bây giờ tôi ghi là this is my test module đi. Đấy. Tôi ghi lại. Và bây giờ tôi load lại thì cái dòng template sẽ đổi thành module. Các bạn thấy không? Như vậy là nó đã chuyển thành là this is my test module. Tại sao cái pre-process này nó lại quan trọng, và tại sao lại ta lại nên dùng, ta lại thay đổi sử dụng hook thay vì ta nhảy vào trong cái file template là ta thay đổi? Bởi vì nó như này, bởi vì khi mà ta làm ấy, thì ta sử dụng module của rất nhiều cái nhà phát triển khác nhau. Đấy, và ta có thể sử dụng template của rất nhiều cái nhà phát triển khác nhau. Thì không phải là ta nhảy vào trong cái module hoặc là cái template, cái theme họ để ta thay đổi được. Đấy, bởi vì là cái đó đâu phải là của ta đâu. Bạn hiểu không ạ? Ta không thể là ta nhảy vào module của họ để ta thay đổi. Mà thay vào đó ấy, ta có thể can thiệp vào cái hiển thị đó để ta thay đổi, để nó hiển thị ra trên màn hình theo ý của ta. Mà nó vẫn giữ được nguyên bản. Đấy, ví dụ như ở trong trường hợp này thì rõ ràng là cái dòng this is my test template này, nó vẫn nằm nguyên bản ở trong cái file template này. Ta không hề động tới nó. Đây, nó vẫn nằm nguyên ở trong này. Các bạn thấy không? Nó vẫn nằm nguyên si ở đây. Đấy, nhưng mà khi mà nó hiển thị ra bên ngoài ấy, thì ta lại không cho nó hiển thị theo ý nó nữa, mà ta lại thay đổi theo ý của ta rồi. Đấy. Cái hay của nó là như vậy. Nó có sự tương tác mà ta không cần phải thay đổi vào trong mã nguồn của những nhà phát triển khác. Thì mục đích của hook, nó một trong những cái mục đích chính của hook nó là như thế. Ví dụ như cái phần hook form author này cũng vậy. Ta không cần thiết phải thay đổi vào trong cái mã nguồn, cái nơi mà tạo ra cái form của Drupal ấy. Ta không cần phải can thiệp vào đó. Ta đâu có thể nhảy vào đây để ta thay đổi cái form này theo ý ta được. Ta biết nó nằm ở trong cái code để tạo ra cái form này. Ta đâu có biết là nó nằm ở trong cái file nào. Đấy, mà kể cả là ta có thể tìm ra được thì ta cũng mất rất nhiều thời gian để ta tìm được cái đoạn code đó. Thì thay vì ta tìm để ta sửa một cách hard code ấy, thì ta sử dụng hook để ta thay đổi theo ý của ta. Đã rất là nhanh. Và khi ta không muốn thay đổi, ta muốn phục hồi nó về nguyên bản, thì ta chỉ cần comment cái dòng này của ta đi thôi. Là xong, là nó lại trở về nguyên bản. Đấy, rất là tiện. Nơi ở chỗ đấy. Ta lý đốt lại. Các bạn thấy không? Nó quay trở về là filter rồi. Đấy.
Đấy, ta tiếp tục đi thêm những cái hook khác nữa. Hai cái hook bên dưới này là hai cái hook mà cực kỳ quan trọng, bởi vì là bạn biết một cái hệ thống Drupal ấy, thì một cái hệ thống quản trị nội dung ấy, thì cái cốt lõi, cái chính của nó chính là cái content là đứng thứ nhất và user là đứng thứ hai. Thì để can thiệp vào content hoặc là can thiệp vào cái quy trình xử lý của user ấy, thì Drupal cung cấp cho ta một loạt những cái hook này. Đấy, hook can thiệp khi mà ta view một cái content, ta cũng có thể can thiệp được vào cái quy trình xử lý view đó. Đấy. Hoặc là khi mà content được tạo ra lần đầu, tức là insert vào lần đầu vào trong database, ta cũng có thể can thiệp vào cái quy trình xử lý đó. Hoặc là khi mà một cái content được update chẳng hạn, thì ta cũng có thể can thiệp được, vân vân. Thậm chí khi một content bị xóa, ta cũng có thể can thiệp được vào đó để ta tương tác, ta tạo ra được một cái sự kiện nào đó. Ví dụ như là khi mà content bị xóa chẳng hạn, thì ta có thể can thiệp được vào quy trình xử lý đó để ta gửi một cái email thông báo cho admin của website chẳng hạn. Nói rằng là xin chào bạn, ở trên website của bạn hiện tại đã có một content bị xóa. Thế như vậy là người admin họ có thể biết được là những hoạt động ở trên website của họ như là, ví dụ như là hacker nó vào nó xóa đi chẳng hạn, thì ngay lập tức người admin có thể được cảnh báo. Còn hook node preset là gì thì như cái tên gọi của nó thôi. Pre nghĩa là trước. Nghĩa là gì? Nghĩa là trước khi cái node này được lưu vào trong cơ sở dữ liệu thì Drupal cũng cho ta tương tác được vào trong cái quy trình xử lý đó. Ví dụ trước khi một cái content, một cái node được lưu vào trong cơ sở dữ liệu mà ta muốn gửi email chẳng hạn, hoặc là ta muốn thay đổi một cái trường dữ liệu nào đó trước khi nó được lưu vào trong cơ sở dữ liệu, thì ta cũng có thể sử dụng cái hook này. Đấy, tương tự cho user thì cũng tương tự như vậy. Khi view một user, khi insert một user, khi update, khi delete và khi preset, thì ở đây tôi sẽ làm một ví dụ thôi. Tôi làm một ví dụ này, còn tất cả những cái bên dưới nó cũng giống nhau mà. Thì tôi sẽ làm một cái ví dụ là khi một cái node được update, hook node update, thì trước hết thì tôi phải search xem là cái tham số của nó cần là những cái gì. Đây, hook node update của Drupal này, thì bạn thấy là cái hook node update này thì nó sẽ bao gồm cái tham số của nó là chính là cái content mà đang được update. Cái content đây chính là một cái node. Cái node này nó sẽ có dạng là một cái object. Đấy, bạn muốn biết cái object này cấu trúc của nó như nào, ta lại debug nó ra thôi, ta lại DSM nó ra. Như vậy tôi sẽ thêm một cái hook nữa vào đây. Ta gọi nó là hook hook node update. Và cái hook này thì ta phải đổi nó thành là custom. Và tôi sẽ in cái nốt này ra để tôi xem cấu trúc của cái nốt này nó là cái gì. Phải in ra thì ta mới biết để ta thay đổi. Lưu lại. Xóa cache. Và như vậy là ta đã có một cái hook mới, nhưng mà bây giờ ta muốn test nó thì ta sẽ test như nào. Cái nốt này chính là content mà. Thì ta sẽ vào cái trang mà quản lý content của ta ở trong này. Đây, cái trang quản lý content đây. Đấy, thì ta sẽ chọn một cái node bất kỳ, ví dụ như là node cái đầu tiên này đi. Ta edit nó. Đấy, ta edit nó và ta chẳng cần thay đổi gì cả, ta ấn vào nút save. Khi mà ta ấn vào nút save này nghĩa là gì? Nghĩa là ta update cho cái node này, đúng không ạ? Ta update cho cái content này. Đấy. Thì khi mà ta update cho cái content này này, thì cái hook này nó sẽ được gọi. Bởi vì nó là nó hook node update mà. Đấy, bạn hiểu không? Nên ta thử. Khi mà ta nhấn vào nút save này, nghĩa là cái hook này nó được gọi. Và nếu cái hook này được gọi thì cái function debug này của ta nó sẽ in ra cái content mà đang được update đó. Nó sẽ in ra cái content có cái node ID là 99 này. Đấy, bạn thấy không? Như vậy là nó in ra.
Đây bạn thấy thông báo này đã được update, cho nên là cái hook nốt update của ta đã được gọi và nó đã in ra cái content dạng object như này. Ta xem cấu trúc của nó, ta thấy là cái ID của nó là 99 này, bạn thấy không? 99. Đây cái ID của nó, nốt ID này, nít nghĩa là viết tắt của nốt ID. Cái ID của nó là 99. Cái kiểu của nó là product. Đấy, ngôn ngữ của nó là ngôn ngữ trung lập. Ngày tạo và ngày update thì bạn thấy là nó là hai cái timestamp khác nhau đây. Bởi vì ngày update là ngày ta vừa mới update mà, nên là nó khác với cả ngày tạo. Ngoài ra còn rất nhiều những cái thông số khác ở đây, ví dụ như cái trường body của nó đây. Cái trường body của nó chính là cái này. Tôi sẽ mở lại edit để tôi xem cho. Đây trường body đây. Đây nó chính là cái này, ta có thể xem content bên trong của nó. Body, bạn thấy cấu trúc của nó đấy. Đây, cái value của nó là cái này. Đây, chính là cái đống này. Đây. Tương tự như vậy ta có trường ảnh. Ta có thể xem trường ảnh đây, view image đây. Đấy, bạn thấy là đây là một cái trường image. Cái image đấy, cái ảnh nó có một cái ID. Và nó có... Ở đây nó không có... Nó không có đường dẫn. Nó không có đường dẫn nhưng mà nó có một cái ID đây. Tôi nghĩ là ID là đủ rồi. Đủ để xử lý ra. Đấy, ngoài ra thì nó có những cái thông số khác, ví dụ link to basic pay. Đấy, thì nó là một cái drop down này. Thì nó chính là cái trường này. Đấy, bạn thấy không? Ta set ID này. Bởi vì cái trường, cái kiểu trường này nó là trường refrain. Cho nên là nó refrain tới một cái ID. Cho nên chính vậy mà ở đây thì nó hiển thị ra cái ID của cái một trong những cái content mà đang được chọn lên. Nếu bạn học những cái bài đầu tiên thì bạn hiểu đây là cái trường refrain. Đấy thì ngoài ra có những cái khác đã không cần phải quan tâm, nó nhiều cái lòng vòng lắm. Ví dụ đây là cái path của nó, tức là cái đường dẫn của nó ấy. Hiện tại là cái nốt này nó chưa có đường dẫn, cho nên là nó sử dụng cái đường dẫn mặc định mà sơ khai nhất của nó, đó chính là nốt gạch 99. Đấy, và đúng ra thì nó phải có cái alias đây nhưng mà nó chưa có. Và như vậy là sử dụng cái hook nốt update này thì ta có thể in ra được cái content mà nó đang được xử lý như thế này. Đấy. Thế bây giờ tôi muốn thử là khi mà cái nốt này nó được lưu lại, nó được update thì nó được lưu lại, thì tôi sẽ can thiệp để tôi thay đổi cái title này, thêm một cái đoạn, một cái dòng chữ vào đây theo ý tôi, thì tôi làm như này. Thì tôi sẽ cái cách hay nhất tôi cũng có thể dùng hook nốt update để tôi làm cái chuyện đó, nhưng mà nó không đẹp và nó sẽ tốn tài nguyên, mà tôi sẽ dùng cái hook này này như tôi giải thích vừa nãy. Nó là nốt preset, nghĩa là nó là một cái mà xử lý cho phép ta can thiệp trước khi cái content được view. Thì để thay đổi cái title này, thêm một cái đoạn text mặc định theo ý của ta, thì ta sẽ làm như này. Tôi sẽ implement hook preset. Cái hook node preset này thì tôi nghĩ là cái tham số của nó cũng là cái node object thôi, cái mà đang được xử lý, nhưng mà cẩn thận thì ta cứ search lại trên này cho chắc ăn. Cái hook node preset này, đấy, cái tham số duy nhất của nó cũng chỉ là cái node thôi. Đấy, thì bây giờ tôi muốn làm như này, khi mà cái nốt này nó được update ý, tức là khi mà tôi edit như này, tôi vào edit cái nốt này, tôi không làm gì cả, tôi không thay đổi gì cả, tôi cứ ấn vào set thôi. Đấy, tôi không thay đổi mà tôi ấn vào set, thì đến khi mà nó lưu xong ý, thì cái title này tự nó thay đổi.
Anh hiểu không? Nhưng mà ta không làm gì mà nó vẫn thay đổi. Là tại sao nó thay đổi? Là bởi vì ta sẽ sử dụng cái hook ở đây để ta thay đổi nó từ trong code của ta. Cái này là rất là hữu dụng, ví dụ như là trong một cái bài toán mà dự án người ta yêu cầu là ta phải luôn luôn đưa một cái dòng chữ mặc định vào trong tất cả những cái title do người dùng tạo ra, trong tất cả những cái title content ấy, do người dùng tạo ra, thì tất nhiên là không thể nào mà ta đi viết một cái dòng thông báo để ta bảo là người dùng là các bạn bắt buộc phải đưa một cái dòng title theo quy định vào, thì nó rất là bất tiện cho người dùng. Thế mà thay vào bắt người dùng phải làm thủ công ấy, thì ta sử dụng một cái hook và ta sẽ đưa vào nó đưa đưa cái dòng mặc định đó vào một cách tự động. Thì để đưa vào tự động thì rất đơn giản, khi mà ta đã đi SM debug được cái node object này ra và ta nhìn thấy cái cấu trúc của nó như này rồi. Đây cái cấu trúc của nó, cái title chính là cái mà ta muốn thay đổi. Thì ta muốn thay đổi nó thì ta ở trong cái hook node preset này, ta thay đổi nó là node title này. Đấy, ta đưa cái dòng mặc định mà ta muốn muốn hiển muốn 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 hiển thị vào. Đấy, ta sẽ đưa vào là gì? Là hot new chẳng hạn. Và còn cái dòng mặc định thì ta vẫn giữ nguyên. Và như vậy là ta đưa một cái dòng prefix, tức là nằm ở phía trước cái title hiện tại đang có này, lưu lại. Xóa cache. Rồi. Đến bây giờ ta đang ở chế độ edit đúng không ạ? Ta không thay đổi gì cả. Và bạn sẽ thấy là cái name này tự nó sẽ thay đổi. Ta lưu lại. Các bạn thấy không? Như vậy là cái tên này nó đã tự thay đổi rồi này. Nó đã tự đưa cái chữ hot new này vào trong cái title rồi. Các bạn thấy không? Chữ hot new đã được tự động thưa vào. Mà ta có làm gì đâu, tự cái code này do ta mặc định đưa vào đây để nó sẽ tự làm, và bạn sẽ tự khám phá ra rằng cái đoạn code này nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái content mà ta có trong này, ví dụ như là cái dòng này chẳng hạn, cái content filter sạch này, ta edit nó, ta lưu lại, bạn thấy không, cái chữ hot new cũng được đã được đưa vào. Như vậy là nó tác động đến tất cả những content trong này. Bây giờ làm cái nào để ta giới hạn lại, ta không muốn nó tác động đến tất cả những cái content trong này nữa, mà ta chỉ muốn giới hạn nó ở trong cái content này thôi, thì ta phải xem cái ID của nó. Ta edit thằng này, ta biết là cái ID của nó là 153 chẳng hạn. Đấy. Thì ta sẽ phải đưa một cái dòng điều kiện vào trong này. Nghĩa là gì? Nghĩa là ta chỉ thêm cái dòng hot new này vào cái content có ID là 153 mà thôi, chứ ta không muốn nó tác động với tất cả. Đấy. Ta chỉ cần thêm một cái dòng điều kiện như vậy là xong. Như vậy với cái dòng điều kiện này thì ta nói cho Google biết rằng là khi mà ông nhìn thấy content nào mà nó có cái nốt ID là 153 này thì ông thêm cho tôi cái dòng hot new này vào, thế thôi. Và bây giờ bạn quay lại, các bạn quay lại cái trang content này, bạn edit một content khác đi, edit một content OS này. Đấy, cái này có ID là 153 550, bạn xóa nó đi, à bạn lưu lại. Ở đây bạn thấy là nó không thay đổi, cái title của nó vẫn giữ nguyên đây, nó không bị thêm cái chữ hot new này vào nữa, mà cái chữ hot new này nó chỉ thêm vào cho những cái content nào có cái ID là 153 mà thôi. Mà cái ID là duy nhất trong hệ thống, mỗi một cái content nó có một cái ID riêng biệt. Đấy, như vậy là bạn đã hiểu thêm được cái cơ chế hook vào trong content của Drupal. View, insert, update, delete, bạn có thể tự test với cách làm tương tự như tôi đã làm cho cái update và preset này.
Và tương tự cho user cũng vậy, bạn ấy tự tự test, tự tự phá để xem mà nó như nào. Cái hook mail author này thì nó hơi đặc biệt một chút, nó liên quan tới phần gửi mail. Thế nhưng mà có một cái hơi bất tiện một chút thì là trong cái trang demo này của chúng tôi, của tôi này, thì tôi chưa có cái cơ chế gửi email, tức là chưa có cái SMTP đấy, cái một cái email account ấy để tôi đưa vào đây để có thể gửi được nha. Cho nên là cái hook này ta chưa test được. Nhưng mà để hiểu nôm na ấy, thì cái hook này nó làm cái gì? Hook này nó cái nhiệm vụ của nó ấy, là cho phép ta thay đổi cái email mà gửi ra bên ngoài ấy. Ta có thể thay đổi được nó. Nên cái tham số của nó là message này. Thì theo giải thích của Drupal thì bạn thấy mỗi một cái message này nó có một cái ID và nó có một cái nơi để gửi đến và gửi đến từ đâu, form này. Ngoài ra nó có những cái thông số khác, ví dụ như là email subject là gì này, rồi là cái email body của nó là gì này. Thì tất cả những cái tham số này ta có thể thông qua cái hook mail author này để ta thay đổi nó đi. Ví dụ như cái subject này ta có thể thay đổi theo ý của ta. Ví dụ cái subject này nó đang là test chẳng hạn. Bây giờ ta sử dụng cái hook mail author này, ta có thể đổi cái subject này theo ý của ta thành một cái đoạn văn bản khác đi chẳng hạn. Đấy, vân vân. Hoặc là cái body này chẳng hạn. Thay vì gửi một cái body theo một cái nội dung đã có sẵn chẳng hạn, thì dùng cái hook form hook mail author này. Author nghĩa là thay đổi mà. Thì ta cũng có thể thay đổi cái nội dung email của theo ý của ta, ví dụ ta muốn chèn vào đó một cái đoạn chữ ký chẳng hạn. Hoặc là ta chèn vào đó một cái đoạn một cái thông điệp cảm ơn nào đó tự động chẳng hạn. Thì cái hook mail author này mục đích của nó là để làm như vậy. Như vậy là trong bài này thì mục đích của chúng ta là tìm hiểu về hook của Drupal và nhấn mạnh lại một lần nữa là khi mà ta làm module thực chất là ta học cách sử dụng những cái hook này của Drupal và ta sử dụng nó hiệu quả bao nhiêu ấy, thì tiết kiệm thời gian cho ta bấy nhiêu và cái hệ thống của chúng ta nó chạy mượt và nó nhanh bấy nhiêu. Chứ còn những cái người mà ta chưa hiểu về hook nhiều ấy, thì xu hướng chung nhất là cái dân mà làm WordPress mà từ WordPress chuyển qua ấy, thì xu hướng chung là người ta muốn tự viết cái function, viết tất tần tật đấy, cái bệnh như là vậy vậy. Thì viết thì cũng được thôi, chả sao cả, nhưng mà cái giá phải trả thì nó là thời gian. Ta không sử dụng những cái sẵn có mà ta cứ muốn viết, tự viết thì ta phải trả về một cái giá, đó là thời gian ta phải bỏ ra rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là ngay kể cả khi ta viết xong rồi thì những cái code đó nó cũng không thể nào hiệu quả hơn được những cái mà Drupal nó đã cung cấp cho ta ở đây. Bởi vì tại sao? Bởi vì là Drupal nó đã có lịch sử phát triển đến 20 năm rồi. Những cái function của nó cung cấp cho ta đã được tối ưu hóa đến mức nó giống như chiếc khăn mặt nước ấy, chiếc khăn rửa mặt ấy, nó đã được vắt đến mức độ kiệt nước rồi, nó tối ưu hóa đến mức độ mà không thể nào tối ưu hơn được rồi. Và bao những cái lỗi về lập trình, những cái lỗi về code ấy, lỗi an ninh các thứ là đã được kiểm kiểm thử kiểm định bởi rất nhiều năm rồi, bao nhiêu con người rồi, cho nên nó được tối ưu hóa và nó an toàn. Đấy, cho nên là lý do vì sao mà ta nên sử dụng những cái mà Drupal đã có sẵn, đã cung cấp sẵn cho ta. Đấy, còn ta tự viết thì nó mất thời gian và cái code của ta thì nó đầy lỗi, ta phải hiểu là như vậy. Đấy, thì nói như vậy để ta thấy là hook nó rất quan trọng và tôi nghĩ là các bạn nên dành thời gian thật nhiều để khám phá thêm. Ngoài những cái hook này, bạn hiểu nó thật rõ, bạn test nó thật nhiều và bạn tiếp tục bạn vào trong cái list này, bạn bạn xem để bạn tiếp tục khám phá những cái hook khác nữa. Còn rất nhiều, nhưng mà tùy thuộc vào công việc thực tế thì bạn cần đến hook nào thì bạn sẽ lấy cái hook đó ra để sử dụng. Đã, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.